Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay nhân ngày rằm tháng 4 là ngày lễ Đức Phật đản sanh, thì người ẩn danh có nhờ mấy chị em là 100 phần cơm tấm chai và 100 chai sữa đậu nành tặng cho bà con dân tộc Khmer ở đây. Chúc cho bà con có một ngày lễ kỷ niệm Phật đản sanh được an bình và hạnh phúc ạ. Thì mỗi phần cơm mà người ẩn danh gửi tặng có giá là 20.000 đồng. Đây gồm có là 2 miếng tà hủ, 1 ít bóng cá, đồ xào và phèo heo xào xả. Dạ. Kèm theo là 1 chai sữa đậu nành. Dạ, mỗi phần cơm và 1 chai sữa đậu nành có giá là mỗi phần cơm thì 20.000 đồng. Sữa đậu nành có giá là 100 chai 600.000 đồng. Tổng trị giá hai phần là 2.600.000 đồng ạ. Đây, của con. Người ẩn danh gửi tặng con nha. Đây, người ẩn danh gửi tặng con nha. Có cảm ơn không? Có dừng đổ nha. Cô ơi. Bé, con nhìn em nhìn cô cái nha. Cô dừng đổ. Rồi, này của con đúng không? Đây, gửi tặng con, giỏi. Đây, gửi tặng con nha. Giỏi quá. Đây, của con. Cảm ơn cô đi. Giỏi. Cảm ơn bà nhỏ quá. Đây, cảm của con. Cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn nha. Dạ, đây, người ăn nhanh gửi tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng. Dạ. Cô cầm giùm con đi cô. Dạ. Dạ đây, người, cô đi. Dạ, người ăn nhanh gửi tặng cô nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây, cầm cho cô nha. Ôi, ngon quá. Đây, của con. Giỏi. Con cầm giùm con đi. Đây, người ăn nhanh gửi tặng cho con. Giỏi quá. Nè, cầm giùm cô đi. Đây, gửi tặng cho con. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Giỏi. Cô cầm giùm con cái cô. Dạ. Cô thấy gì cơm nó ngon không cô? Dạ đây, người ăn nhanh gửi tặng cô. Chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ, cô cầm giùm con nha. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ đây, người ăn nhanh gửi tặng cô ạ. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Đây, cầm giùm con nha. Ủa vậy cô, chỉ cơm dung hết trơn. Đây, tặng con. Dạ, chị cầm giùm em nha. Dạ. Cảm ơn hết mấy con. Dạ, người ăn nhanh gửi tặng chị ạ. À, chị cầm giùm em nha. Đây, người ăn nhanh gửi tặng chị nha. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho dĩa cơm này đó. Cảm ơn mấy cô. Dạ, chúc chị ăn ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Dạ, cô Năm. Cô Năm xin cho ai nữa cô Năm? Cho con Dung đi học hả cô? Gì hả? Đi học hả cô? Học. À dạ. Rồi, cô cầm giùm con nha. Còn dĩa nữa. Của người ăn nhanh gửi tặng cô Năm nha. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Anh cô rất là nhiều. Dạ. Chúc cô Năm ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ, người ăn nhanh gửi tặng chị nha. Chúc chị ăn ngon miệng. Hôm nay mấy đứa bé đi học. Bây giờ còn một ít cô bác ở đây thôi. Bây vắng nha. Đi học rất chiều. Dạ, người ăn nhanh gửi tặng chị nha. Chúc chị ăn ngon miệng. Thằng nữa ha. Đi học. À. Đi học chưa về? Học buổi chiều hả chị? Buổi chiều nè. Dạ. 5 giờ. Chị cầm giùm em đi chị. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Tặng chị dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cô. Thấy dĩa cơm ngon không cô? À, cảm ơn mấy con nha. Dạ, đây người ăn nhanh gửi tặng chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ. Dạ, người ăn nhanh gửi tặng chị nha. Chúc chị ăn ngon miệng. Ủa? Phần cho. Đi học hả chị? Học buổi chiều hả chị? Chiều. Dạ. Rồi, cầm giùm em nha. Ê, người ăn nhanh gửi tặng ạ. Còn một phần dĩa nữa. Học lớp mấy rồi chị? Lớp 3. Dạ, chị cầm giùm em chai nữa đi. Dạ rồi, dạ, gửi chị ạ.
À, chị cầm giùm em nha. Rồi, gửi ăn danh gửi tặng nha. Chúc ăn ngon miệng ạ. À. Cầm giùm chị đi nha. Rồi, gửi ăn danh gửi tặng nha. Cảm ơn cô. Rồi, cầm giùm cô đi. Rồi, của con. Cảm ơn cô. Trời. Cả ba. Ba cầm giùm con nha. À. Cho ai nữa cô? Dạ. Bà cụ hả? Dạ. Đây, rồi, người cảm ơn cô cậu cô. Hết nha. Dạ, chúc bạn ngon miệng nha bà. Dạ. Xin chúc bà cụ hả bà. Cô xin xong hai phần. Dạ, bà cầm giùm con nha. Dạ đây, của người ăn danh gửi tặng ạ. Dạ đây, con gửi cho ba nghe. Cho bà nha. Dạ. À, cô. Cô xin. Dạ đây, người ăn danh gửi tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng ạ. Dạ, con gửi cô cầm giùm con tí nha. Dạ, người ăn danh gửi tặng. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Đây, cầm giùm cô đi. Hey, gửi tặng con nha. Hey, con cầm giùm chị nha. Hey, gửi danh gửi tặng nha, chúc ngon miệng. Dạ, chị con. Ôi dĩa cơm, dĩa cơm quá trời to luôn. Dạ đây. Tấn. Dạ, Tấn đi học hả chị? Đi học đi. Dạ. Cơm chay. Không buổi chiều hả? Ừ, cơm chay luôn. Dạ, cơm chay ngon dễ ăn. Dạ rồi, cầm em người ăn danh gửi tặng chúc Trang ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Đây của chị phải không? Rồi, người ăn danh gửi tặng chị nha, chúc chị ăn ngon miệng ạ. Dạ. Đây, cầm giùm em nha. Đây, người ăn danh gửi tặng chị, chúc em ngon miệng. Cái này của cô, của cô phải không? Ủa? Vậy này của cô đúng không? Dạ. Lộn tiệm. Dạ. Cái kia gì bố. Dạ. Dạ, người ăn danh gửi tặng rồi. Rồi, cái này của chú Tư phải không? Dạ, người ăn danh gửi tặng chú Tư nha. Chúc chú Tư ngon miệng. Đây, người ăn danh gửi tặng chị. Cảm ơn chị. Dạ. Chị cầm giùm em nha. Rồi. Dạ đây, người ăn danh gửi. Cái dĩa này của ai? Trời ơi, của anh Cần. Dạ, người ăn danh gửi tặng ạ. Chúc anh ăn ngon miệng nha. Mọi người đứng xa vị trí á chị. Dạ đây, của chị. Cảm ơn cô đi. Dạ. Cảm ơn cô nói đi. Thì ngon. Không nói trời, ôm chai sữa không nói luôn. Cơm không anh? Dạ, nè, người ăn danh gửi tặng cô ạ. À. Chúc cô ăn ngon miệng. Cô có gì anh? Hả? Không, đâu anh bán cái gì vậy? Dạ không, em tặng. Tặng hả? Dạ, em tặng kèm chung với cơm á. Dạ đây, người ăn danh gửi tặng chị nha. Chúc chị ăn ngon miệng nha. Anh có uống dùm cơm nữa. Vậy em mua chai này được không? Dạ không được, tại vì đi kèm với cơm á. Anh cắt nước hay sao? Anh cắt nước hay sao? Em có một chai đi kèm tặng cho anh nha. Rồi vậy anh qua đây đi. Cơm không ăn. Đi bán cơm. Dạ lần trước con kìa. Hả? Tầm bún luôn á, bánh tầm bún nha. Cô có tô không cô? Cái ôi á, cái bún ơi. Dạ con mượn cái tô cô nha. Dạ. Ơi, chị cầm giùm em nha. Ờ đúng rồi, mình cũng tặng bánh mì luôn. Mình tặng cái này luôn. Ê, cô, bánh mì luôn. Cô cầm giùm con nha. Dạ dạ. Dạ đây, người ăn danh gửi tặng nha. Chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ đây, người ăn danh gửi tặng cô nha. Chúc con ngon miệng nha. Dạ. Đây, đi ba ông đây. Có kiểm sữa không? Ông ăn cơm, ông ăn. Cơm tương á, ông ăn không? Ăn cho bự dĩa bà chú đi.
luôn. năm mươi hai phần nữa. Cái gì vậy? 52 phần nữa. Dạ. Dạ đây, người anh danh gửi tặng chị nha. Chúc cho ăn ngon miệng ạ. Một dĩa nữa. Dạ. Còn một dĩa nữa hả? Ủa, tới 2 dĩa nữa hả chị? Chị xin cho ai vậy? Cho con Điên. Cái này cho chồng. Bé nó đi học hay sao? Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, rồi gửi luôn. Tao té tấu, đâu nó đi. Xuống xong kịp luôn. Khỏi chảy đầu luôn kìa. Rồi vậy cơm to ú ụ. Dạ đây, rồi, người ăn danh gửi tặng nha. Chị nha. Dạ, dạ, chúc chị ăn ngon miệng ạ. Đây, người ăn danh gửi tặng con nha. Chúc con ăn ngon miệng. Chị cầm giùm em đi chị. Dạ rồi, người ăn danh gửi tặng chị ạ. Chú ơi. Dạ, chú xin cho ai nữa vậy chú? Đến nhỏ ở đây. Bé đi đâu rồi? Đi rồi mà, đi mà. Đến là thằng chạy bạn ngoài đó, nhỏ đó. Bé nhỏ nhỏ. À, đi học rồi hả chú? Đi học rồi, dạ. Nói chú rồi, đứng chú ơi, chú qua đây đi chú. Ui, ngon quá. Dạ rồi, tô này của ai vậy? Chú ơi, tô này phải của chú không ạ? Dạ chú lên. Dạ dạ. Chú ơi, chú lên nhận đi. Con gửi chú nha, con người ăn danh gửi tặng ạ. Chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ. Thôi này của chú không? Dạ rồi. Còn một phần nữa. À. Đây, người ăn danh gửi tặng ạ. Chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ, dạ. Nóng nóng coi chừng nóng. Chiều nay mấy đứa bé nó đi học rồi, bị dễ hơi vắng. Dạ, gửi tặng cô ạ. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Chào ba. Rồi, dạ, cảm ơn lần nghe. Nữa nghe, cho dạ. Nhiều được nhiều. Cảm ơn tất cả ba bốn cô với cậu luôn. Dạ. Bà thấy cơm ngon không bà? Đem đi với nhau ăn là thẳng. Dạ. Dạ đây, người ăn danh gửi tặng bà nha. Chúc bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Cái sớm này phát xong luôn. Cái này chắc phát xong luôn quá. Rồi hết rồi mình. Giờ thì, dạ người ăn danh ơi. Sớm này thì mấy chị em đã phát xong rồi. Thì mấy chị em sẽ tiếp tục di chuyển ở sớm bên sông ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 18, 18, 20, 22. Nên nó trễ vậy cô. Cảm ơn nha. Cho cháu nội thì cảm ơn. Dạ. Dạ. Ngại hả con hả? Mắc cỡ hả? Đây, dạ đây. Người ăn danh gửi tặng con nha. Cảm ơn cô. Chúc con ngon miệng nha. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô không? Giỏi, trời ơi, mắc cỡ nhỏ xíu à. Người ăn danh ơi, năm chị em con đã di chuyển qua cái xóm bên giữa của Khmer rồi à. Thì năm chị em tiếp tục phát nha. Đây. Sáng dĩa này của con đúng không? Con hỏi cho mẹ người ta hai cái bộ điểm. Này, người anh danh gửi tặng con nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Này cô ơi, cô bé không? Phải không con? Của con đúng không? Đây, gửi tặng con nha. Cảm ơn cô. Giỏi. Này của con phải không con? Đây, người anh danh gửi tặng con. Cái tô này của ai ạ? Đây, của bé này. Trời ơi, sao bé tí thế? Con đi về đâu? Con đi về đâu nắm tay cô? Nhà con đâu? Tô này, dĩa này của ai? Dĩa này của con đúng không? Trời ơi. Đây, gửi tặng cho con. Dĩa này đúng của con không? Đây. Cô có nói gì cô không? Cảm ơn cô. Giỏi, cầm chắc nha. Chào chào. Cầm có chừng đổ. Rồi, này của con đúng không? Gửi tặng con. Đây, của con đúng không? Tô này của... Này, người anh danh gửi tặng con. Cảm ơn cô. Giỏi. Tô này của ai? Đây, gửi tặng con nha. Giỏi quá. Này của con đúng không? Đây, người anh danh gửi tặng con.
Dạ, này của ông đúng không? Người anh nhanh ra tặng cho ông nha. Nha. Chúc ông ăn ngon miệng ạ. À. Dạ. Dạ, ba, người anh nhanh ra tặng cho bà nha. Chúc bà ăn ngon miệng. Em bay cho nên sáng giờ đói bụng rồi. Dạ. Nhìn thấy ngon không cô? Đi vào đi đồng mới vô giờ dạ. Cơm thì đã rồi đó. Đây, người anh nhanh ra tặng cô. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Cái này có chai sữa đậu nành luôn á, rất là ngon luôn. Lấy cái này ra đi cho ruột thôi không ăn đó. Dạ một cái phần là gom gần những cái dạ người anh nhanh tặng chị nha. Uống chai sữa đậu nành này ngon thơm đậu được. Dạ đây người anh nhanh ra tặng cô nha, chúc cô ăn ngon miệng ạ. Đây của con đúng không, có nói gì không? À, có cảm ơn không? Gạt đầu à. Cái này của con đúng không gái? Đây gửi tặng con nha. Giỏi quá. Đây cô ơi. Tô này của cô đúng không? Dạ, người ăn nhanh gửi tặng cô. Chúc cô ăn ngon miệng nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 26 chai nữa. Ừ. Dạ, người anh nhanh gửi tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng ạ. Dạ, người anh nhanh gửi tặng cô ạ. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Này của con đúng không bé? Bé cầm. Ủa? Dạ cô cầm giùm bé đi cô. Dạ người anh danh gửi tặng cho cô nha. Cho bé chứ. Này của cô đúng không? Của nãy là của bé cha nãy đúng không? Dạ người anh danh gửi tặng ạ. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ người anh danh gửi tặng bà, chúc bà ăn ngon miệng. Dạ, người anh danh gửi tặng chị nha, chúc chị ăn ngon miệng ạ. Rồi đi ra của con. Đây của con đúng không trai? Đây, để con nha. Giỏi. Cô ơi. Dạ, người anh danh gửi tặng cô nha, chúc cô ăn ngon miệng ạ. 12, 14, 16, 18. 18 phần nữa. Đó rồi. Mà lại phỏng vấn cái cô đang ăn cái thằng nước. Trời, có ăn ngon lạnh luôn. Dạ. Đây. Mất tâm vô lẹ lên. Lẹ lên. Cô. Cô ăn cơm à? Ngon không cô? Không sao, ăn tự nhiên đi. Cô thấy cơm sao thế nào? Ngon. Ngon hả? Dạ đây, chai sữa cô uống chưa? Chưa. À, ăn rồi mới uống. Hôm nay là nhâm cái ngày rằm á, người ăn danh gửi tặng phần cơm chay gì nè. Là cái ngày lễ Phật đản sanh á cô. Thì cô thấy ăn rồi thấy ngon ha. Quá trời đồ luôn kìa. Rồi chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Mọi người ơi, nhanh tay lẹ chân lên. Gần hết rồi. Đây, cái này của con đúng không? Đây, gửi tặng con. Có nói gì không? Có quên không? Quên. Quên. Bốn miếng rồi. Dạ, người anh em gửi tặng cơ, chúc con ngon miệng nha. Bà, trời ơi, chiều nay bà ăn với cơm là khỏi nấu cơm luôn rồi đó. Ăn cơm này là chiều khỏi nấu cơm luôn. Chị ba đi học hả? Đi học thêm hả? Dạ. Có ai nước mắm có lại. Dạ, người nhân danh gửi tặng cô nha, chúc cô ăn ngon miệng. Dạ. Rồi đây của con gửi tặng con. Giỏi. Cô ra. Ăn cơm
chứ cô? Cô ăn. Cô xin cho ai? Cô xin cho ai? Cháu. Cháu hả? Cháu cô đi mặn hay gì cô? Dạ. Mấy giờ mới về cô hả? Cháu cô à. Hai, 14 phần nữa. Sữa đậu nành rất là ngon, chỉ cơm dung luôn. Dạ đây, người em nhanh giải tặng cho nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha. Rồi, đây của con, người em nhanh giải tặng con nha. Có nói gì không? Cảm ơn cô. Giỏi. Đây, của con đúng không con? Đây, của con giải tặng con. Giỏi quá. Đứa bé ở đây ngoan quá. Rồi, giải tặng con. Giỏi. Dĩa này của con đúng không con? Ủa chú hả? Dạ, người ăn nhanh giải tặng chú nha. Chúc chú ăn ngon miệng. Về còn một bé. Cho mình thức mắm. Đây, của con giải tặng con. Giỏi quá. Mới đi làm về hả? Dạ. Nay về sớm ha? Dạ, em đi ca. À. Về 2 giờ. Đúng rồi. Mình trên công ty hả? Dạ. San hô. Chuẩn B đúng không? Em làm xứng D chị. Xứng D. Đây, người anh nhanh giải tặng em nha. Chúc ăn ngon miệng. 2, 4, 6, 7 phần nữa. Còn 7 phần nữa hết rồi. Dạ bưng cơm đi con. Bé ơi, sao vậy? Mắc cỡ. Mắc cỡ, cô lên cô bưng giùm bé giùm con đi. Dạ, người anh nhanh giải tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng á. Rồi, đi dĩa này bé ơi. Dạ. Dĩa này của bà không bà? Dạ người ăn nhanh gửi tặng bà nha, chúc cảm bà ngon miệng con. Dạ cảm đây này của con đúng không? Cảm ơn đây gửi tặng con, giỏi quá. Còn 4 phần nữa rồi ăn cơm miệng còn dính à. Sữa đâu nặng cái miệng dính sữa đâu nặng. Này của con đúng không? Đây, người ăn nhanh gửi tặng con nha. Cô uống còn mấy miệng xíu sữa đậu nành không? Còn 3 phần nữa. Nhanh tay lên nha. Nhanh tay còn chấm tay hết. Còn có 3 phần nữa mà bà con tới đông quá. Không biết mà lấy ai và bỏ ai nữa. Chắc mấy cô không cảm giùm con nha. Thì thôi. Dạ. Bây giờ chắc là con vét được 4 phần. Gì vậy con? Quá. Dạ, dĩa này của ai ạ? À? Của cô hả? Dạ, người ăn nhanh gửi tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng ạ. À. Chắc của con còn có 2 chai sữa đậu nành nữa à. Hết rồi. Của con hả cô? Của con hả? Đây, dĩa này của ai? Cô ơi, dĩa này có phải của cô không ạ? À? Dạ, người ăn nhanh gửi tặng cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng ạ. À. Con còn 1 chai sữa đậu nành nữa thôi. Còn chai khác? Chai khác nhau, dĩa khác chắc không có sữa đậu nành quá. Dạ, hả? Có sữa hả? Hết sữa đậu nành rồi. Hết rồi. Đừng con đổ. Có bạn nào có cái tô không? Đưa đây chị lấy cái này về bới cơm giùm chị được không? Dạ, dĩa này của cô đúng không? Chan cái này giùm em. Về bới cơm giùm chị nha. Dạ rồi. Đây, người ăn nhanh gửi tặng cho cô nha. Chúc cô ăn ngon miệng ạ. Đừng con. Dạ người ăn nhanh ơi, năm chị em con đã phát xong 100 phần cơm chay và 100 chai sữa đậu nành cho bà con dân tộc Khơ Me ở đây rồi ạ. À, con xin cũng xin chân thành cảm ơn người ăn nhanh rất nhiều. Chúc cho người ăn nhanh được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng được vui vẻ ạ. Dạ chào người ăn nhanh, chào các bạn ạ.